hôm nay ta đến với một số từ vựng liên quan tới pháp luật. đầu tiên ta có từ xiên phả là hiến pháp, xiên phả, xiên phả, Việt Nam xiên phả so quy định, à ,什么,什么. hiến pháp Việt Nam quy định điều gì đó. ta có từ xiên phả là danh từ hiến pháp. Tiên trời chủ xiếng uh, Chủ xiếng tức là xử lý hình sự uh, định, định tội tình trời là định tội Còn xử lý xử phạt hình sự đó là chủ xiếng Thì chủ trong từ chủ lý là xử lý Xiếng là xiếng sự là hình sự Chủ lý hình sự uh, Xử lý theo mức là xử phạt hình sự thì ta có từ tinh là định, tinh trời là định tội, tinh trời chủ xiếng, định tội xử phạt hình sự định trời chủ chính. Ý luật bình đẳng. Ý lũy, tổng. Nhất luật bình đẳng tức là bình đẳng với cùng một luật lệ. Ý lụy bình đẳng. Từ luật trong từ pháp luật tôi gọi là phá lụy，Dân dân đều bình đẳng, mọi người đều bình đẳng. Ý lụy bình đẳng. Sử tỷ quản xá chuyến à, Quản xá tức là quản lý Cai quản gọi là quản xá Chuyến là quyền Quản xá chuyến tức là quyền cai quản Sử là thuộc địa Tức là cái mảnh đất cái Địa điểm đó nó thuộc với mình Gọi là sử tỷ là thuộc địa Sử tỷ quản xá chuyến Quyền cai quản về mặt thuộc địa Sử dụng bẩn phả Sử dụng tức là dùng Uh, sử dụng bấn phả tức là bẩn, tức là uh, cái này uh, Bấn phả tức là điều luật này Dùng điều luật này gọi là sử dụng bấn phả Nếu ta chơi, si, sử dụng bấn phả tựa tội của bạn là dùng điều luật này Tiếp theo, truy chiếu truy chiếu là truy cứu Chơi uh, chiếu xứng sư, chờ truy cứu trách nhiệm hình sự uh, Truy chiếu là truy cứu lĩnh vực là lĩnh vực uh, trước cái lĩnh vực uh, lĩnh vực này chính trị lĩnh vực lĩnh vực kinh tế uh, lĩnh vực hình sự là xiến sự xí lĩnh vực đấy. chủ phá là xử phạt đấy nơi ta có từ uh, chủ xíng tức là xử phạt hình sự nè chủ phá là xử phạt bị chủ phá bị xử phạt đấy. truy sụ là truy tố đấy cái là trên là truy cứu đây là truy tố ả, truy sụ truy sụ truy tố chu viện truy sụ ra tòa bị truy tố tiên phủ lật đổ tiên phủ tiên phủ ả, lật đổ chính quyền chẳng tiên phủ chính phủ tiên phủ chính phủ, phủ. thời phản là đảo chính thời phản đảo chính Na chẳng thuê phản Yếu khẩn tư đấn chan chia Cô đảo chính đó có rất nhiều người tham gia Thuê phản đảo chính Thì thuê là đẩy còn phản là lật Ta nhớ trong từ phiên dịch gọi là phan nỉ Tức là chuyển cái này sang cái kia Phản thuê phản là đảo chính Tỷ chía là ký kết Tỷ chía Tỷ chía Lẻng của sửa tỷ chía Hai nước đã ký kết Tỷ chia ký kết Sần phản phán quyết à, ừ. phái viện số sẩn phản tòa án đã phán quyết uh, Phán phản trong từ phán toàn là phán đoán đúng không ạ sẩn là thẩm sẩn phản phán quyết của tòa án phang rần là bỏ mặc à, uh, phang rần tội bỏ mặc à, okay. phang rợn. còn su khu là lơ là à, uh, su uh, ta bù chí chung chiến sẩn sự su khu anh ấy không tập trung tinh thần luôn là lơ là cua sư phan rưỡi cua sư cua uh, sư tức là sai sót gọi là cua sư thiếu trách nhiệm cua sư cua uh, sư phan rưỡi phạm tội do sai sót thiếu trách nhiệm cua sư phan tội, sâu của xiếng phả phá chịu tội của luật hình sự sâu hút sâu của tôi là chịu sâu là chịu sâu của của là qua là trải qua sâu quá xíng phả chú phá uh, chịu tội của luật hình sự sự phán quyết của luật hình sự tiếp theo truy y là tạm giam truy liếu là tạm giam mà truy y cũng là tạm giam uh, truy ý, ta bây truy là anh ấy bị tạm giam rồi phá chín ta có từ chú phá tức là xử phạt đúng không ạ chủ phá là xử phạt thì phá chín là phạt tiền phá triển chín thì ý sự phạt tiền mặt đấy ạ nị chơi phá chín tội của bạn là phải phạt tiền phá chín bùa tủa tước đoạt bua tủa sấy bua tủa rấn gia tờ sân mệnh ai mà tước đạt cái sinh mệnh của người khác ấy Tôi yêu xử xính Đều vì tội tử hình Bố tổ tước đoạt Mùa sâu là tịch thu Mùa sâu Tha bị chỉnh trá mùa sâu là tha tự chữ chưa Anh ấy bị cảnh sát tịch thu mất chiếc xe đạp Mùa sâu là tịch thu Lẩy phản là tái phạm Chứ ai đọc là lẩy Nhưng có âm đọc khác là lẩy Thì lẩy phản là tái phạm Nguy hiểm lấy phạt tái phạm nguy hiểm Lấy phạt tái phạm Khoản chiến khoản là hoãn Khoản chiến là, là, hoãn thi hành án hình sự Gọi là khoản chiến Khoản chiến Còn triển chiến triển là giảm Giảm hình phạt tôi gọi là triển chiến Chén sảo giảm từ chén sảo Giảm thiểu xính, giảm hình phạt giả sử si, giả sử si, uh, giả thị giảm tạm tha gọi là giả sử si, uh, giả sử si. bố giả sử si nhỉ tôi tạm tha cho bạn phóng khải uh, phương hại gây hại phóng khải thì tôi chơi uh, phóng khải là khẩn tôi rấn tôi của bạn gây hại cho rất nhiều người uh, tôi khẩn đoạn, tôi rấn nếu khẩn tả phóng khải phóng khải gây hại tra biển, lừa đảo à, lừa gạt ai đó tra phiền tra phiền tội lừa đảo tra phiền lừa đảo lừa gạt sâu trưng trưng thu à, sâu trưng trưng thu à, chỉ trả lấy hiện trạng sâu trưng là khẩn tua, uh, tung chỉ. À, cảnh sát đến hiện trường của trưng thu được rất nhiều đồ đạc rất nhiều thứ à, cân uh, sự chính hiệu quan đó, liên quan đến vụ việc sự việc rung liếu dung túng như ai đó Rúng liếu nếu bạn rung rung liều truy phản đó bạn không thể dung túng cho tội phạm Rúng liếu dung túng mại yến yến khuây u phỉn mại yến yến khuây u phỉn văn hóa phẩm đồ trị đồ trị thì mại yến tức là mại dâm mà yến khuây tức là đồ trị yến khuây u phỉn Uh, đồ đạc uh, các cái vật phẩm liên quan đến đồ trị gọi là yến khuây u pin than u khuê lũ tham mô hối lộ than u là tham mô còn khuê lũ là hối lộ than u khuê lũ là tham mô hối lộ than u khuê lũ chảy duy pha trản tội tham mô hối lộ ngày càng phát triển nhiều khẩn tu nhân trầu khẩu mến, uh, chui uh, khuấy lủn nợ tú tu chứ tội tú chứ tội không làm tròn trách nhiệm là tú chứ tội tú chứ tội chứ là chức trách tú chứ không làm tròn trách nhiệm chưa thân uh, chưa thân là lật đi lật lại uh, xoay xoay sở hoặc là thưa chân thưa chân thông xiao tang tỷ thông dụng ủy yến huấn chữ thông xiao tức là hiểu rõ tang tỷ là đương địa tức là bản địa thông xiao tang tỷ thông dụng thông dụng à, thông dụng là thông dụng ủy yến là ngôn ngữ huấn chữ là văn tự tức là hiểu rõ ngôn ngữ bản địa à, phiên dịch tiếng nội ngữ đấy gọi là thông dụng tang tỷ Thung à, thông thông tang tỷ thông dụng ủy yến huấn chữ thông xiao tang tỷ thông dụng ủy yến huấn chữ Vì bản án ủ lì Vì bản án ủ lì khai quan sĩ tư rần duyên Vì là và cùng bản an Bản là cái này, bản An là vụ án này Vì bản An ủ lì khai Lì là lợi khai là hại ủ lì khai tức là không có quan hệ lợi hại gì cả Lợi không có mà hại không có ủ khai quan sĩ Quan sĩ là quan hệ ú ly khải quan gì tức là quan hệ không có lợi cũng không có hại tức là, đoán, tức là nhân viên trong cái uh, truy tố khởi tố thì các nhân viên tham gia quá trình tố tụng hình sự thì không được liên có cái yếu tố lợi và hại có liên quan trực tiếp đến vụ án thì không được tham gia vụ án này thì ý người ta nói ở đây là chính là những người như vậy đó là ủy bẩn ản ú ly khải quan gì tức là nhân viên Phả tiền tài lý rấn Phả tiền là pháp định Tài lý là đại lý Người đại diện hợp pháp mà người được pháp luật quy định ấy. À, gọi là phả tiền tài lý rấn Người đại diện hợp pháp Phả tiền tài lý rấn Tha sư của tôi phả tiền tài lý rấn Sử dụng chú ý yêu tha cân trở Khứa tuổi bí lụ Bí lụ là nét bút Còn khứa tuổi là đối chứng đối chấp khứa tuổi bỉ lũ là đối chiếu nét bút nét chữ khứa tuổi bỉ lũ chữ cái chữ chữ này tôi cảm thấy không phải là của tôi tôi phải đối chiếu nét bút xuyên xuyên tú là tuyên bố tuyên án sẩn phản xuyên tú thẩm phán tuyên án tuyên bố gọi là xuyên xuyên tú chi chải yếu ý lộ hoặc tra dụ thì chi chải là ghi chép yếu ý lộ ý lộ tức là thiếu hụt rơi rớt gọi là ý lộ khu là hoặc là tra dụ tức là sai sót à, ghi chép lại có thiếu hoặc sai sót bản cung lời khai à, thì ta có là chi trải yếu ý lộ khu sửa tra dụ à, nhìn khẳng 嗯、呃，记载有遗漏或者差错吗？啊、呃，如果有的话，你可以提出啊、呃，我会检查检查。西用，那、呃、做证据的鉴定意见。呃，西用的了，sử d 呃做证据，làm 嗯。呃 cơ chứng cứ 的鉴定意见,鉴定 là giám định, ý kiến là ý kiến. Tức là lấy để làm ý kiến giám định có căn cứ. Đấy lấy ý kiến giám định làm chứng cứ đấy ạ. À c dùng mà cơ chứng cứ 的鉴定意见,鉴定 là giám định, còn chứng cứ là chứng cứ. Biến công là biến đổi, thay đổi, biến công biến đổi thay đổi. Tha thứ xíu mạo yếu khẩn tua ti phạm biển cứng Cái hình dạng của anh ấy có rất nhiều điểm bị thay đổi, bị biến đổi. Chỉa chú là loại bỏ. Tách biệt khỏi loại bỏ là chỉa chú. Chỉa chú. Chỉa chú tha ý kiến, loại bỏ ý kiến của anh ấy. Giáng trị là cưỡng chế. Nếu của nếu đồng thống ý, ổ Yào Nếu như bạn không đồng ý Chúng tôi nhất định phải cưỡng chế là trừ trừ Cưỡng chế thi hành Ép buộc thi hành Phả tình Chí Chia mãn Chia mãn tức là Hết Cuối cùng Chia mãn Chí xiên Tức là kỳ kỳ hạn Phả tình là theo quy định Hết thời hạn Theo pháp luật Theo quy định pháp luật là phả tinh, chí xiên chia mãn chia mãn là hết cuối cùng phả tinh, chí xiên chia mãn chư si là biết rõ chư si là khái chủ bạn biết rõ rồi còn làm nó tương đương với cái từ chư miếng 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 chữ đỏ chư xi. chuyển khoản chuyển khoản su là giấy triệu tập thì chuyển khoản là triệu tập chuyển khoản khung cao là tố cáo 啊控告多高是申诉啊申诉了 get、啊、你可以控告和申诉如果你觉得不合理把个腿都搞啊 get 你就把它改为控和不离控告申诉侮辱啊侮辱了信用嗯嗯调查啊检查人员有侮辱有侮辱的行为 nhân viên kiểm sát có hành vi sỉ nhục chẳng hạn ú rủ xỉ nhục ú rủ can phản sỉ nhục can phạm ú rủ xé nhì rấn sỉ nhục bị can ú rủ Ban chi quan cơ quan làm án Ban nản chi quan Chí sâu chứng cứ thu, thu thập chứng cứ chỉ sâu là thu thập chứng cứ là chứng cứ chỉ sâu chứng cứ thu thập chứng cứ in ní, ẩn dấu in ní, ẩn dấu che dấu Trọn cung là thông cung ừ. xe đi rấn phút nấng trọn cung ừ. bị can không được thông cung Trọn ừ. cung quẩy dạo là ngụy tạo làm giả quẩy dạo quẩy dạo ừ. làm giả chứng cứ ừ. thì gọi tắt là quẩy trần là chứng cứ giả ừ. quẩy dạo trương duy là quẩy trăng chứng cứ giả ỉn dụ dẫn dụ ỉn dụ dẫn dụ dẫn dắt hoặc là mớm cung ỉn dụ nếu muốn nói ỉn dụ tha cung sụ bạn không thể dẫn dắt anh ấy để khai được ỉn dụ thay vào chưa chỉ cung sụ anh ấy phải tự khai ra ỉn dụ dẫn dụ dẫn dắt chú dễ trên miếng chú là từng Chú rể là từng trang, chen miếng là ký tên Chú trên chen, chen miếng là ký tên và từng trang Yên tăng là đành phải, bắt buộc phải Yên tăng Từ này tương đương từ nhỏ Nhưng thường dùng trong khẩu ngữ Trong khẩu ngữ giao tiếp Yên tăng Nạ chữ yển Chữ yên, tức là dấu vân tay Dấu vân tay

Đấy, giảng bản tức là cái bản gốc bản mẫu còn sơ ngủ là sinh vật dạng mẫu sinh vật là sơ ngủ giảng bản ta có thể nói là trải trí sơ ngủ giảng bản thu thập dạng mẫu sinh vật pì lù là ghi chép bút lục Đấy. nếu khi khán ở tập pì lù bạn có thể xem cái bản ghi chép của tôi trưa thiên đây là cái nội dung ghi chép mà tôi nghe bạn nói và viết lại 啊，笔录。好，我的内容先讲到这。祝你们身体健康，万事如意，和那个掌握这些生词，嗯、呃，呃，提高你们自己的汉语水平。呃谢谢，再见。